Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 143. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi. Nhân sự thành tín và sự công bình Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin chớ đoán xét kẻ tôi tới Chúa, vì trước mặt Chúa chẳng người sống nào được xưng là công bình. Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, tấm lòng sầu não trong mình tôi. Tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa đã làm và suy gẫm công việc của tay Chúa. Tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy. Đức Giê-hô-va ơi, xin mau mau đáp lời tôi, thần linh tôi nao sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi, e tôi giống như kẻ xuống huyệt chăng? Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa. Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình nơi Ngài. Xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn tôi vào đất bằng thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va, vì cớ danh Ngài, xin hãy làm cho tôi được sống. Nhờ sự công bình Ngài, xin hãy rút linh hồn tôi khỏi gian truân. Nhờ sự nhân từ Chúa, xin hãy diệt hết kẻ thù nghịch tôi và hủy hoại những kẻ hà hiếp tôi. Vì tôi là kẻ tôi tớ Chúa. Thư của Gia-cơ, chương 1. Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su Christ, đặt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chứ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cưu mang sanh ra tội ác, tội ác đã trọn sanh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng, có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Chương 25. David và các quan tướng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của Asaph, Heman và Jeduthun hầu phục dịch, lấy đựng cầm, đờn sắt và chập chỏa đặng nói tiên tri. Số người phục sự theo chức của họ là như sau này: về con trai Asaph, có Sakua, Joseph, Nethania và Asarela, đều là con trai của Asaph, ở dưới tay Asaph cai quản, vâng theo ý chỉ của vua mà ca sướng. Về con trai của Jeduthun, có Gedalia, Seri, Esai, Hashabia, Matithia và Shimei, là 6 người đều ở dưới quyền cai quản của cha chúng là Jeduthun, dùng đờn cầm mà nói tiên tri, cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Về con trai của Heman, có Bukkiya, Mathania, Usien, Shebuen, Jerimot, Hanania, Hanani, Eliatha, Gidanthi, Romamtiese, Yogbikasha, Malothi, Hothia và Mahasiot. Những người đó đều là con trai của Heman, thổi kèn và ngợi khen Đức Chúa Trời. Heman vâng mạng của Đức Chúa Trời mà làm đấng tiên kiến của vua. Đức Chúa Trời ban cho Heman được 14 con trai và 3 con gái. Các người ấy đều ở dưới quyền cai quản của cha mình là Asaph, Jeduthun và Heman, để ca sướng trong đền Đức Giê-hô-va với chập chỏa, đờn sắt, đờn cầm và phục sự tại đền của Đức Chúa Trời theo mạng lệnh của vua. Chúng luôn với anh em mình có học tập trong nghề ca hát cho Đức Giê-hô-va, tức là những người thông thạo, số được 288 người. Chúng đều bắt thăm về ban thứ mình, người lớn như kẻ nhỏ, người thông thạo như kẻ học tập. Cái thăm thứ nhất nhằm cho Joseph về dòng Asaph. Cái thăm thứ nhì nhằm Gedalia, người anh em và con trai người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ ba nhằm Sakua, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ tư nhằm Yitzhari, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ năm nhằm Nethania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ sáu nhằm Bukkiya, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ bảy nhằm Yesarela, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 8 nhằm Esai, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 9 nhằm Mathania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 10 nhằm Shimei, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 11 nhằm Asaren, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 12 nhằm Hashabia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 13 nhằm Subaen, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 14 nhằm Matithia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 15 nhằm Jeremoth, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 16 nhằm Hanania, các con trai và anh em người, cộng được 12 người.
Cái thăm thứ 17 nhằm dốt Bê-ca-sa, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 18 nhằm Hanani, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 19 nhằm Ma-lô-thi, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 20 nhằm Eliyata, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 21 nhằm Hô-thia, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 22 nhằm Ghi-đanh-thi, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 23 nhằm Ma-ha-si-ốt, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Cái thăm thứ 24 nhằm Romamti-e-se, các con trai và anh em người, cộng được 12 người. Chương 26. Những ban thứ của người giữ cửa như sau này. Về dòng Cô-rê có Mê-sê-lê-mia, con trai của Cô-rê, cháu của A-sáp. Mê-sê-lê-mia có những con trai là Sa-cha-ri, con trưởng, Giê-đi-a-ên thứ nhì, Sê-ba-đia thứ ba, Giác-ni-ên thứ tư, Ê-lam thứ năm, Giô-ha-nan thứ sáu và Ê-li-ô-ê-nai thứ bảy. Các con trai của Ê-bết-ê-đôm là Sê-ma-gia, con trưởng, Giê-hô-sa-bát thứ nhì, Giô-a thứ ba, Sa-ca thứ tư, Nê-ta-nên thứ năm, A-mi-ên thứ sáu, Isaka thứ bảy và Phê-u-lê-tai thứ tám, vì Đức Chúa Trời có ban phước cho Ô-bết-ê-đôm. Shemaya, con trai Ô-bết-ê-đôm, cũng sanh những con trai có quyền cai quản tông tộc mình, vì chúng đều là người mạnh dạn. Các con trai của Shemaya là Ốc-ni, Rê-pha-ên, Ô-bết, En-sa-bát và anh em họ là Elihu và Shemakia, đều là kẻ mạnh dạn. Các người đó là con cháu của Ô-bết-ê-đôm. Họ với các con trai và anh em họ đều là người mạnh dạn, thạo chức việc mình, cộng được 62 người thuộc về dòng Ô-bết-ê-đôm. Mê-sê-lê-mia có những con trai và anh em đều là người mạnh dạn, cộng được 18 người. Hô-sa thuộc trong dòng Mê-ra-ri cũng có những con trai là Sim-ri làm trưởng, dầu người không phải sanh ra đầu lòng, cha người lập người làm con trưởng, Hinh-kia thứ nhì, Tê-ba-lia thứ ba và Sa-cha-ri thứ tư. Hết thảy con trai và anh của Hô-sa được 13 người. Các người ấy làm ban trưởng của những kẻ giữ cửa. Họ theo ban thứ mà hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va y như anh em mình vậy. Chúng theo tông tộc mình mà bắt thăm về mỗi cửa, kẻ nhỏ như người lớn. Cái thăm về cửa đông trúng nhầm Sê-lê-mia. Đoạn người ta bỏ thăm về cửa bắc, thăm ấy trúng nhầm Sa-cha-ri, con trai Sê-lê-mia, một mưu sĩ thông sáng. Cái thăm về cửa nam trúng nhầm Ô-bết-ê-đôm, còn các con trai người canh giữ kho lương phạn. Súp-bim và Hô-sa bắt thăm được cửa tây, gần cửa Sa-lê-kết, nơi con đường đi dốc lên, phiên canh đối với nhau. Mỗi ngày cửa đông có 6 người Lê-vi, cửa bắc 4 người, cửa nam 4 người, và nơi kho lương phạn mỗi cửa 2 người. Tại Bạc Ba về phía tây cũng có kẻ canh giữ, trên con đường có 4 người, và tại chính Bạc Ba có 2 người. Đó là ban thứ của những người giữ cửa, đều là con cháu Cô-rê và con cháu Mê-ra-ri. Trong người Lê-vi có A-hi-gia quản lý kho tàng của đền Đức Chúa Trời và kho tàng các vật thánh. Con cháu La-ê-đan thuộc về dòng dõi Gẹt-sôn, làm trưởng trong tông tộc của La-ê-đan, con cháu Gẹt-sôn là Giê-hi-ê-li. Các con trai Giê-hi-ê-li là Sê-tham và Giô-ên em người, được cắt làm quản lý kho tàng của đền Đức Giê-hô-va. Trong dòng Amram, dòng Giết-sê-ha, dòng Hê-rôn và dòng U-si-ên có Sê-bu-ên, con cháu Gẹt-sôn, là con trai của Môi-se, làm quan cai quản kho tàng. Lại có anh em người là con cháu của Eli-ê-se, Rê-ha-bia,
con trai Eliezer, Esai, con trai Rehabia, Yoram, con trai Esai, Siegri, con trai Yoram và Shelomit, con trai Siegri. Shelomit này và anh em người đều quản lý các vật thánh mà vua David, các trưởng tộc, quan tướng cai ngàn quân và cai trăm quân cùng các tướng đạo binh đã biệt riêng ra thánh. Chúng biệt riêng ra thánh những của cải đã đoạt lấy khi chiến trận, đặng dùng xây sửa đền của Đức Giê-hô-va. Lại các vật mà Samuel, đấng tiên kiến Sao-lơ, con trai của Kích, Áp-ne, con trai của Nê-rơ và Dô-áp, con trai của Sê-ru-gia đã biệt riêng ra thánh, cùng các vật không cứ người nào đã biệt riêng ra thánh, đều ở dưới tay Shelomit và các anh em người quản lý. Trong dòng Yit-she-ha có Kenania và các con trai người được lập lên làm quan trưởng và quan xét, đặng cai quản các việc ngoài của Israel. Trong dòng Hebron có Hashabia và anh em người đều là người mạnh dạn, số được 1.700 tên. Họ quản lý dân Israel bên kia sông Giô-đanh về phía tây, coi sóc công việc của Đức Giê-hô-va và hầu hạ vua. Trong dòng Hebron có Giê-ri-gia làm trưởng. Đang năm thứ 40 đời David, người ta cai số dòng họ Hebron tùy tông tộc của chúng. Thế giữa vòng chúng tại Gia-ê-xe trong xứ Gala-át có những người mạnh dạn. Các anh em của Giê-ri-gia đều là tay mạnh dạn, số được 2.700 người làm trưởng tộc. Vua David lập chúng trên người Ru-bên và người Gác và trên nửa chi phái Ma-na-xe, đặng cai trị các việc của Đức Chúa Trời và việc của vua. Chương 27. Đây là số của những trưởng tộc của dân Israel, tức các quan tướng cai ngàn người và cai trăm người, và các quan trưởng của chúng vẫn phục sự vua, cai quản các ban thứ quanh năm, mỗi tháng thay nhau đi ra đi vào. Mỗi ban thứ số được 2.400.000 người. Ban trưởng của ban thứ nhất về tháng Giêng là Yashobeam, con trai của Sabdien. Trong ban người có 2.400.000 người. Người thuộc về dòng Pheret làm đầu các quan tướng về tháng Giêng. Ban trưởng của ban tháng 2 là Dodai người Ahoha. Mít-lô làm quan chánh trong ban người. Ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng của ban thứ 3 về tháng 3 là Benaya, con trai của thầy tế lễ Jehoiada. Trong ban người có 2.400.000 người. Benaya này là người mạnh dạn trong 30 người kia và làm đầu 30 người ấy. Amisadab, con trai người, cũng ở trong ban người. Ban trưởng thứ tư về tháng tư là Asaen, anh em của Joab, và Sebadia, con trai người, tiếp theo người. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ năm về tháng năm là Samehut, người Gitra. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ sáu về tháng sáu là Ira, con trai Ike ở Thekoa. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ bảy về tháng bảy là Helet, người chi phái Ephraim ở Phalon. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ tám về tháng tám là Sibekai ở Husa, thuộc về dòng Serach. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ 9 về tháng 9 là Abiese, người chi phái Benjamin ở Anatot. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ 10 về tháng 10 là Maharai về dòng Serach ở Netopha. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ 11 về tháng 11 là Benaya, người chi phái Ephraim ở Phirathon. Trong ban người có 2.400.000 người. Ban trưởng thứ 12 về tháng Chạp là Hiên Đai về dòng Ôt-ni-ên ở Netopha. Trong ban người có 2.400.000 người. Đây là các người cai quản các chi phái Israel. Eliezer, con trai Siegri, cai quản người Ruben. Người cai quản người Simeon là Shephatia,
con trai Ma-a-ca. Người cai quản chi phái Lê-vi là Ha-sa-bia, con trai của Kê-mu-en. Còn Sa-đốc cai quản con cháu A-rôn. Người cai quản Giu-đa là Elihu, anh em của David. Người cai quản Isaka là Omri, con trai của Mika-en. Người cai quản Sa-bu-lôn là Jit-ma-hia, con trai của Obadia. Người cai quản Nep-ta-li là Jerimot, con trai của Ariel. Người cai quản con cháu Ephraim là Ose, con trai của Asasia. Người cai quản nửa chi phái Manasse là Yoen, con trai Phedaya. Người cai quản nửa chi phái Manasse tại xứ Galaad là Gido, con trai của Sachari. Người cai quản Benjamin là Ya-a-si-en, con trai Abne. Người cai quản Dan là Asaren, con trai của Jeroham. Ấy đó là các trưởng của các chi phái Israel. David không lấy số dân Israel từ 20 tuổi sắp xuống, bởi vì Đức Giê-hô-va có hứa rằng sẽ làm tăng lên Israel đông như sao trên trời. Joab, con trai của Seruya, khởi lấy số nhưng không xong được. Vì cớ việc đó nên có cơn thạnh nộ giáng họa trên Israel, và số tu bổ ấy không nhập vào số của sử ký vua David. Atmavet, con trai Adien, cai các kho tàng của vua. Jonathan, con trai Usia, cai các kho tàng ở đồng ruộng, ở trong các thành phố, trong những làng và trong những đồn. Esri, con trai Kelub, cai các kẻ lo làm ruộng cày đất. Shimri, người Rama, coi sóc các vườn nho. Còn Sabdi, người Shepham, coi sóc kho rượu trong vườn nho. Ba anh Hanan, người Gede, coi sóc các cây olive và cây sung mọc trong các đồng bằng. Còn Joab coi sóc các kho dầu. Shittai, người Sharon, coi sóc các bầy bò ăn cỏ tại Sharon. Còn Sa-phát, con trai Ác-lai, coi sóc các bầy bò ở trong trũng. U-binh, người Ít-ma-ên, coi sóc các lạc đà. Dê-đia, người Meronốt, coi sóc các lừa cái. Gia-xít, người Hagarit, coi sóc các bầy chiên. Các người đó đều là kẻ cai quản các sản nghiệp của vua David. Jonathan, cậu của David, làm mưu sĩ, là một người thông sáng và làm quan ký lục. Còn Jehiel, con trai của Hacmoni, làm giáo sư các vương tử. Ahitophel làm mưu sĩ của vua. Hushai, người Akit, là bạn hữu của vua. Sau Ahitophel có Jehoiada, con trai của Benaya và Abitha. Joab làm quan tướng đạo binh của vua. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.